điện ảnh du nhập vào Việt Nam từ những năm cuối thế kỷ 19. Trong thời gian nước ta còn nằm trong Liên bang Đông Dương, đã có nhiều hãng phim được thành lập, rạp hát được xây dựng mới rất nhiều. Đến năm 1940, dân số Việt Nam lúc đó là hơn 20 triệu người. Số lượng rạp chiếu bóng đã vượt quá con số 60 rạp, chủ yếu tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, Gia Định. Điện ảnh không còn xa lạ với người dân đô thị Việt Nam. Hai rạp chiếu bóng đầu tiên được xây dựng để phục vụ chiếu phim là rạp Majestic nằm ở cuối đường Katinat, nay là đường Đồng Khởi. Rạp thuộc loại hạng sang và đẹp, nằm cận kề với khách sạn Majestic. Cũng trên con đường này, rạp Eden nằm ẩn mình bên trong hành lang Eden, vốn là thương xá mua sắm nổi tiếng. Theo đánh giá của nhiều người, đây là hai rạp có cấu trúc đẹp và sang trọng bậc nhất thời bấy giờ. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, đất nước bị chia cắt, tại miền Nam hầu như tỉnh thành nào cũng có rạp chiếu phim, có cả những tỉnh lớn như Gia Định có đến gần 10 rạp. Người Sài Gòn trước năm 1975, cả trí thức lẫn dân lao động tay chân đều gọi rạp chiếu phim là rạp cine, phiên âm từ cine tiếng Pháp. Khán giả giai đoạn đầu thích xem phim Pháp, sau đó là phim Mỹ rồi Hồng Kông, Nhật Bản. Giới bình dân chuộng xem phim ca múa nhạc của Ấn Độ. Về chủ rạp và chủ hãng phim, giai đoạn này xuất hiện rất nhiều tên tuổi lớn như Thái Trúc Nha, Trương Vĩ Nhiên, Lưu Trạch Hưng, ông bà Ưng Thi. Họ đều là những nhà tư bản lớn, ít nhiều có mối liên hệ chặt chẽ với chợ lớn, Hồng Kông và Đài Loan. Trương Vĩ Nhiên, vua cine, xuất thân từ một gia đình người Hoa, anh em họ Trương được ăn học và giáo dục theo phong cách quý phái người Hoa. Trương Vĩ Nhiên thấm nhuần đạo Phật và say mê triết lý Đông Phương, có đầu óc phóng khoáng và nhạy cảm, hiểu biết về tâm lý quần chúng và thị trường. Ông là chủ nhân hãng phim Viễn Đông, đại lý độc quyền các phim của hãng phim nổi tiếng Show Brothers và Golden Harvest. Điện ảnh Hồng Kông và Đài Loan cuối thập niên 1960, được coi là thời vàng son, đã sản xuất các phim kiếm hiệp thu hút khán giả nhiều nơi ở Đông Nam Á, cạnh tranh và làm các hãng phim Âu Mỹ nể sợ và khâm phục. Ở miền Nam thời bấy giờ, các tài tử Lý Lệ Hoa, Lâm Đại, Lăng Ba, Lý Thanh, Trịnh Phối Phối, Vương Vũ, Khương Đại Vệ, Địch Long, Hà Lợi Lợi, Lý Tiểu Long, Trân Trân, Đặng Quang Vinh, với các phim Hiệp Khách Hành, Độc Thủ Đại Hiệp, Long Hồ Quyết Đấu, đã chinh phục khán giả với doanh thu vượt kỷ lục hơn cả các phim Âu Mỹ thời đó như Love Story, Romeo Juliet. Ngoài các rạp Red, Văn Hoa Đa Cao, Văn Hoa Sài Gòn của vợ chồng ông Ưng Thi chuyên chiếu phim cao cấp, Trương Vĩ Nhiên đã nhìn thấy trước sự say mê của người dân với các phim võ hiệp Kim Dung và sau này là tình cảm Quỳnh Giao ở các nước Á Châu. Ông đã ký hợp đồng nhập phim cũng như bỏ vốn thâu mua các rạp làm ăn ế ẩm, tân trang lại và làm chủ các rạp hát cine ở nhiều nơi tại vùng Sài Gòn chợ lớn như Eden, Đại Nam, Palace, Opera, Oscar, Lệ Thanh, Hoàng Cung, Đại Quang, Thủ Đô. Tất cả các rạp của Trương Vĩ Nhiên đều được sửa sang xây dựng mới mẻ, với hệ thống máy lạnh tốt, ghế ngồi bọc da, trang hoàng đẹp mắt và hấp dẫn khách hàng với hệ thống máy móc như máy chiếu, âm thanh, ánh sáng nhiều màu trong rạp, cả quầy giải khát phục vụ ngay trong rạp, cùng các phương tiện quảng cáo đa dạng và quy mô. Bắt đầu từ năm 1966, Trương Vĩ Nhiên nhập càng các loại phim kiếm hiệp giã sử Hồng Kông và Đài Loan. Sau là phim tình cảm phỏng theo chuyện của các tác giả nổi tiếng như Kim Dung, Ngọa Long Tiên Sinh, Quỳnh Giao. Nhiều lần ông đại diện giới làm phim Việt Nam mời các tài tử Hồng Kông như Lý Lệ Hoa, Lâm Đại, Lý Thanh, Địch Long, Khương Đại Vệ sang thăm và giao lưu với khán giả. Trong thời gian chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra chính sách muốn nhập phim phải sản xuất cân bằng phim Việt Nam, Trương Vĩ Nhiên còn hợp tác với kỳ nữ Kim Cương và Thẩm Thúy Hằng sản xuất phim tình cảm, bỏ vốn thực hiện các phim kiếm hiệp Việt Nam như Báo Kiếm Rửa Hận Thù, Long Hồ Sát Đấu. Ông trở thành tỷ phú giàu có khi chỉ mới hơn 30 tuổi. Ông có ảnh hưởng rất lớn về nghệ thuật và văn hóa điện ảnh trong cuối thập niên 1960 và đầu 1970.
một trong những hãng phim lớn tại Sài Gòn, kinh doanh thương mại ngành điện ảnh thành công chính là hãng phim Mỹ Vân. Không giống những hãng phim khác, Mỹ Vân Điện ảnh Công ty có tổ chức tuyển lựa và đào tạo điện ảnh, có cơ sở phim trường nội cảnh cũng như phát triển phim trường ngoại cảnh lớn tại Biên Hòa. Ông chủ hãng phim Mỹ Vân tên là Lưu Trạch Hưng. Lưu Trạch Hưng là người sinh trưởng tại miền Bắc. Năm 1952, tại Hà Nội, ông đã thực hiện cuốn phim đầu tay với tựa đề Cô Gái Việt để khai sinh bản hiệu Mỹ Vân. Năm 1954, ông Lưu Trạch Hưng cùng vợ di cư vào Nam và vẫn hoạt động phim ảnh dưới bản hiệu hãng phim Mỹ Vân danh tiếng lừng lẫy. Buổi đầu, ông hợp tác với nghệ sĩ Nam Châu quay cuốn phim Quan Âm Thị Kính, rồi sau đó là phim Người Đẹp Bình Dương. Hãng Mỹ Vân cũng là nơi góp phần tuyển chọn, đào tạo, đưa ra ánh sáng một nữ minh tinh của màn ảnh miền Nam, Thẩm Thúy Hằng. 10 năm qua, thuở ấy thanh bình, ta được phủ Dương nàng mời dự hội đầu xuân. Ta bỗng kinh ngạc khi thấy bóng một đứa trẻ thơ hiện ra sau màn trúc. Đứa trẻ là tiện thiếp à? Đúng là hoàng hậu, người mà ta đã bắt gặp trên gương mặt thuở nàng còn ấu thơ, có ẩn hiện một tuyệt thế giai nhân. Mặc dầu lúc ấy Phương Khanh hoàng hậu là mẹ của Băng Đình đã qua đời, ta vẫn nuôi dưỡng tham vọng làm vua điện ảnh. Ông Lưu Trạch Hưng cũng liên tục làm cho hãng Mỹ Vân trên đà phát triển rực rỡ. Hãng Mỹ Vân với thiện chí nêu cao tình đoàn kết trong giới làm phim và để điện ảnh Việt Nam có cơ hội theo kịp đà phát triển của phim ảnh các nước Á Châu khác. Đó là một chủ trương rất đáng tán thưởng và khích lệ. Cũng như khi xuất ngoại để tìm thị trường cho phim Mỹ Vân, ông giám đốc Lưu Trạch Hưng cũng đã hoạt động theo chiều hướng đưa tất cả phim Việt Nam giá trị ra nước ngoài, để điện ảnh Việt Nam có cơ hội góp mặt trên thị trường quốc tế, mặt khác cũng để thu hút ngoại tệ cho nước nhà. Bên cạnh những cố gắng để phim Việt vươn tầm thế giới, ông Lưu Trạch Hưng còn cùng với những nhà sản xuất đứng tên liên ảnh công ty hợp tác với nước ngoài để quay các cuốn phim đa quốc tịch như Sài Gòn Vô Chiến Sự, Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ. Trong phong trào sản xuất phim Tết, hãng Mỹ Vân luôn là hãng đi tiên phong, gặt hái được nhiều thành công về doanh thu. Đến giữa năm 1974, hãng Mỹ Vân đã yểm trợ cho đạo diễn Đỗ Tiến Đức lên Đà Lạt quay phim kinh dị Giỡn Mặt Tử Thần bằng nhiều phương tiện, coi như tiếp hơi cho đồng nghiệp. Tình hình dạo này lại căng thẳng, tình duyên sắp có biến chuyển lớn. Phượng nó thường nhắc tới anh luôn. Riêng em lo cho anh lắm. Hằng ngày em thường cầu nguyện cho anh được bình yên. Giờ chuối ra đời, chắc có lẽ Phượng đang nhảy nhót tưng bừng. Sao anh đưa em về? Khuya rồi, tôi phải đưa Long về. Em biết, anh không thích đi chơi với em, anh thích đi chơi với người khác. Tôi không có người khác nào hết. Luân à, Luân hiểu cho tôi, đời sống như một người lính trong thời chiến, nay đây mai đó không biết thế nào. Tôi không dám nghĩ đến tương lai, tôi không dám nghĩ đến gì hết. Có lẽ không chừng sau này, nếu tôi còn sống, tôi còn được trở về, lúc đó...
Được biết ông với chị Cẩm Hà trước đây cùng học một trường ở Sài Gòn. Nhân dịp ghé qua đây, tôi đến nhờ ông cho biết địa chỉ của chị ấy. Địa chỉ à? Từ lâu tôi không gặp Cẩm Hà, nghe nói cô hay đi lại Hồng Kông. Nếu cô muốn rõ hôm nào có thì giờ, tôi sẽ đưa cô lên gặp ông Bắc Cẩm Hà. Hiện nay là ông Từ ở trên Linh Quang Đài gần đây. Tôi chỉ ở Đài Bắc có 2 ngày. Nếu tiện thì hôm nay ông đưa giùm tôi đi gặp ông bác của chị ấy. Nếu cô muốn tôi xin đưa đi ngay. Dạ cũng gần đây thôi ạ. Dạ xin cảm ơn ông ạ. Dạ không có gì. Cô đợi tôi một chút, tôi vào thay áo sẽ ra ngay. Dạ.